oh, no. Or selling something. It's like, no. Chong ching. Xin chào các bạn. iPhone 14 Pro Max màu tím học trò. Mà sao cái màu nó đậm quá, nhìn nó không có khác nhìn màu đen nè. Mình không có thấy nghĩa là mình đem ra ngoài trời mình nhìn nó cũng rất là tím tím mà tím đậm á. Nó không có đẹp lắm. Mình nghĩ là mình nếu mình chọn cái màu trắng chắc đẹp hơn. But anyway, thôi cũng được rồi. Hôm qua đi mua, đi lấy đó. Tại vì mình muốn mua trước khi Christmas nhưng mà không được. Thấy nó để nó tới cả tháng trời. Ai ngờ cái hôm nào, ngày nào mình cũng check hết. Cái nó nói nó có cái mình chạy đi mua luôn. But anyway, setup nó thì cũng rất là dễ. Bắt đầu thì cái này nó không có cái SIM card nữa. Cho nên mình bắt đầu tưởng rắc rối lắm, ngại ngời transfer qua cái phone cũ của mình, phone cũ mình đang quay nè. Nó cũng rất là dễ dàng lắm, chỉ có chờ 30 phút nó mới làm xong. Một cái trục trặc là cái đài đồng hồ của mình á, mình phải reset everything mình mới làm lại được. But anyway, everything works fine. Thì sáng nằm coi World Cup. World Cup. Anyway, thấy cái Argentina có bộ thắng rồi, vô 2-0 rồi. Bây giờ nửa hiệp mình phải đi thăm mẹ già vài tiếng. Thì bây giờ mình vô đi thăm mẹ già xong rồi ra mình sẽ dùng cái này mình quay. Thì coi nó khác hẳn sao. Mình nghĩ nó không có khác gì hết. Chỉ có cái là cách xài nó rất là tốt thôi. Rồi chụp hình thì nó nét nó đậm hơn. Chút điểm mỗi một cái nó... Một cái iPhone mới nó có cái tốt hơn chút đỉnh thôi, chứ nó không có làm nhiều lắm. Nghĩa là cái này thì vẫn không có chụp hình bằng cái máy chụp hình to được, nhưng mà anyway cái này là dùng để mình vlog là rất là tốt rồi. Quay phim, quay gì đâu gì nó rất là ấy. Con cái là mình chưa có mua cái bao và chưa có mua cái gì hết. Cho nên mình phải dùng cái khăn mình cứ lau hoài. Tại nó cầm nè, dính cái dấu tay dễ sợ luôn á. Mình nhìn thấy là cái camera nó to hơn giờ mà nó chụp hình đẹp hơn vậy thôi. Còn thật ra thì mình cũng không cần thiết lắm, nhưng mà thấy thôi, con gái nó muốn cái phone nó cũ quá, thôi mình mua cái mới mình cho nó cái cũ. Anyway, thôi vô thông bây giờ vài tiếng đây nha. Rồi đây là cái video của cái iPhone mới, iPhone 14 Pro Max. Thì chất lượng nó chắc mình không có thể nhìn biết được đâu, nhưng mà dùng nó để mình quay vlog thì rất là tốt rồi. Chụp hình, nhất là chụp hình rất là đẹp, và khi mình đi thì nó rất là gọi là gì,
staple nó không có bị rung á. Mình đi nè. Trời lạnh quá. Thăm mẹ già xong rồi, bây giờ mình đi mua mấy ổ bánh mì về ăn trưa chứ thằng con. Ui chua, sao mà nó lạnh quá vậy nè. Coi World Cup hay quá hả. Nhưng mình chỉ mất cái phút sau mình không có coi được. Nghĩa là mình thấy hắn 2-0 Argentina gỡ, Pháp gỡ lại, xong rồi Argentina gỡ đá thêm 3-2 rồi gỡ lại quê, rồi vô chung đá phạt đền. Đá phạt đền thì Argentina đá kỹ quá, vô hết, không có hụt trái nào hết, cho nên thắng luôn. Hai đội nào mà thắng cũng thấy cũng đáng hết. Pháp vô địch thì năm ngoái, năm lần rồi, nhưng mà bây giờ thiếu lắm. Á căn định lâu rồi mới thắng lại được lần nữa ha. Messi lần đầu tiên được được cup. Yeah. Anyway, iPhone 14 này nè đang quay nè. Thâu thấy cũng hay quá, cũng tốt quá chứ. Hình thì chụp cái iPhone thường á, mình có cái lens chụp khoảng cái 12 megapixel thôi, mà cái lens chính của cái iPhone này mình chụp tới 48 megapixel, nó rất là rõ luôn. Khi mà mình chụp close up á, khi mình chụp gần á, trời ơi nó sát nút luôn, rõ dễ sợ. Vậy ai mà thích lắm. Coi như cái iPhone này là xài vlog là thôi, quá đã rồi. Không cần GoPro. GoPro khi nào mình sợ rớt lên rớt xuống, mình không làm ấy. Thí dụ mình action mà mình không có sợ bị hư á. Còn iPhone mà mình cầm nó rớt lên rớt xuống này uổng quá. Lạnh, bút tay lạnh quá. Không biết cái màu nó có đẹp không thì mình không biết, thấy nó màu nó có khác không chút mình về mình so sánh. Mà khi mà thâu bằng cái high definition thì phải dùng iPhone mình edit nó mới tốt thôi. Anyway thôi, mình chụp vài tấm hình cho các bạn xem nó đẹp cỡ nào. Rồi chi tiết sau, lúc sáng, lúc hôm qua mua mình định làm đập hộp đồ gì lung tung beng, cuối cùng đập hộp nhiều lần rồi mà cái hộp bây giờ chỉ có cái phone thôi, đâu có gì, không có cái hộp với cái dây cable rồi, may mắn nó không có cho cái dây cable nữa, nó không có cho cái cục sạc và nó cũng không cho cái gì trơn. Cái chỗ hồi xưa thì nó cho cái earphone rồi lung tung, phải không, giờ không có gì hết, chỉ có cái iPhone với cái dây sạc thôi à. Anyway, thôi mình đi vô mua bánh mì. Giờ mình ra đây mua mấy ổ bánh mì không về ăn. Quay cái iPhone mấy này nó rất là đầm luôn. Đi mình đi bộ mình cầm tay cái vậy nè, mà nó không có rung. Hồi xưa cái iPhone 6 cầm mà quay nó rung rung như cầy sấy. Có quán tàu hủ. Rồi, bán bánh mì này bán đắt dễ sợ nha. Vô mà mua bánh mì chắc cũng chờ lâu. Mình mua bánh mì không chắc không chờ lâu. Hy vọng. Người quán này bán nước, bán vé số. Quá trời đông. Mua bánh mì không về ăn ăn với cái gì ta, trứng à, bacon trứng ăn. Khu này ở ngoài trước đậu xe đông quá, mình phải đậu ở ngoài sau này nè. Đây có cái người vô gia cư.
Blue Yako. Rồi, mình mua ba ổ bánh mì không. Ở đây nó có cái lọ bánh mì á, dễ ăn là ngon lắm, nhưng mà mình ăn xong là phải tập thể dục á. Trời, mình không có bỏ tinh bột được, cho nên phải cố gắng sau qua cái Tết phải bỏ, không ăn bánh mì, cơm gì nữa hết, ăn rau không à, cho nó tốt sức khỏe lại mới được. Đây là cái trường học Independent High School. Hồi đó trước là hai đứa con mình nó học trường này đó, cho nên hồi xưa ngày nào cũng rước cho mấy 6 năm trời. Bây giờ sắp xỉ là nhóc nó cũng sắp học xong rồi, con gái đi làm rồi, thì còn nhóc thôi, 2 năm nữa nhóc học xong là cuộc đời mình nó khỏe ra. Bây giờ mình đi bộ một chút, rồi cái mình sẵn đó mình thử cái máy luôn, cái iPhone mới này nè, thì nó có nhiều cái để mà quay phim lắm. Mình có thể chạy nó chống rung, mình thử coi nó chống rung nó tốt cỡ nào. Mình thử chụp thấy cái hình mà gọi là hình 48 megapixel nó rõ cỡ nào, và những cái close up đồ gì đó mình chụp thì vòng vòng thử. Ok, bây giờ thì cái mình thử cái chống rung nha, mình chạy coi nó rung cỡ nào. Chạy nổi không? Chạy lên dốc. Bây giờ là 1 giờ trưa rồi mà trời vẫn còn lạnh mùa đông. Mình đi bộ tập thể dục cái rồi cho con nó thức dậy, mình nấu nướng cho nó ăn. Hôm nay cái đội football của mình đã chơi rồi, nghĩa là chơi bữa thứ năm rồi, cho nên hôm nay mình không có coi, tối rảnh nè coi. Bây giờ lại trận đá World Cup rồi là mình coi được có phân nữa. Coi hiệp đầu mình thấy 2-0 rồi, mình tính chắc Argentina thắng luôn, ai ngờ Pháp gỡ lại hay quá. Mình không có coi được, tại đi thăm mẹ già đó. Công nhận cái máy mới tốt quá, tốt luôn. Có cái máy này là thôi khỏi cần đem theo ba cái GoPro, GoPro gì nữa, đủ xài rồi. Chán thiệt, kiếm cái gì đẹp đẹp đang chụp hình thử máy mà không có gì đẹp hết. Mấy cảnh này mình nhìn nó tầm thường quá. Con ngỗng con gì rồi ha, mà làm biến quá, giờ này lạnh quá trời đất. Thôi chụp con đường vắng đi ha, chụp đường vắng ra nó đẹp cỡ nào. Ồ, chỗ kia có cái suối nước khô. Ôi, hôm nọ mưa nước chảy được tí đỉnh, bây giờ không còn nữa. Để mình dùng cái này mình coi thử cây nó zoom in được bao xa nha. Cái này là normal nè, zoom vô zoom thật mạnh luôn là được vậy thôi. Chắc nhìn lên núi thử coi, có mấy con bò tuốt trên núi, để mình zoom vô thấy nổi không. Này là hết cỡ rồi, cũng không thấy lắm, rõ đó cũng ok ha, bình thường. Cái tốt của cái máy mới này là mình có thể chụp rất là gần, để mình coi các bạn thấy nó gần cỡ nào nha. Có cái quả này, focus coi. Ôi sao nó không có đi, không được. Ok, để coi cây thử cái nào, rõ cái nào. Vô gần sát. Ô, gió thổi rung quá. Không được. Hình như chụp hình thôi à, không có gì đẹp hết thôi. Chụp đại tấm hình này coi nó ra sao, nó rõ cái nào. Có cái hoa tím này nè, hoa tím nhỏ này mình có thể chụp cái close up nó cỡ,
thử nó coi nó tốt cỡ nào. Đây, hoa tím giờ video trước nha, coi cái tên hoa nào đúng rồi. Đến gần tới cỡ nào, tới đây thôi, hết rồi, tới đây hết rồi, nhưng mình sẽ chụp hình, chụp bằng zoom nó vô coi. Cũng có tới đây thôi à. Chà, hôm nay sao thấy không khí dơ bẩn quá. Nhìn xuống dưới kia, thấy không, thấy một lớp khói bụi. Không biết tại sao, chắc là người ta đốt sưởi. Chắc vậy đó, đốt. Anyway, thôi đi bộ về. Con đường quen thuộc mà. Mình đi bộ về xong rồi chắc up cái video này lên cho các bạn xem, cho cái máy coi nó đẹp không. Đi cũng không thấy có gì đẹp để mình quay hết, làm hơi mất hứng chút. Nhưng mà thôi, kiếm cớ đang đi bộ. Đi bộ cho nó khỏe người mà. Bây giờ thôi, mình xin kết thúc cái video ngắn này. Video iPhone mới, rất là vui, rất là hài lòng với cái phone này. Mặc dù mình mua giá tiền đó là 1.200 cộng với thuế này nọ vô nó hết 1.350 thì phải. Ok, thôi mình xin chào các bạn, chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. Yeah, iPhone mới.